Thưa quý vị, tin từ Los Angeles, bà Phyllis Diller, nữ diễn viên và nghệ sĩ tài năng của nước Hoa Kỳ, vừa qua đời ở thành phố Los Angeles, thọ 95 tuổi. Bà bắt đầu sự nghiệp vào năm 1952 và nổi tiếng từ những năm 1960 trong chương trình hài Laugh In và hợp tác trong một số chương trình uy tín khác với ngôi sao truyền hình nổi tiếng Bob Hope. Người Mỹ thập niên năm 1960 hầu như không bỏ sót các chương trình hài đặc sắc của riêng bà trên truyền hình như The Phyllis Diller Show và The Beautiful Phyllis Diller Show. Sự xuất hiện của bà mới đây trong What Happens Live của Bravo khiến giới phê bình nghệ thuật đã phải thốt lên. Bà đã chặn đường của mọi nữ diễn viên hài.